đây xem như bố bắt ở bố đây này. Để em bắt ra kia nào. Đây là anh bảo là Vương đúng không? Ờ, hôm nay anh bảo mắt được ở đó đó, bắt ra. Cái gì dính chặt đây? Ờ, nhìn thấy không? Thấy nhưng mà vẫn mờ, hơi mờ. Mờ hả? À, thì bé không có gì bé. Mình cũng cảm ơn các bạn những ngày qua đã quan tâm nhá. Thì nói chung là vẫn hơi nhạt nhạt tí. Thì cái vụ việc là mấy ngày trước là mình có đi xe, mà đi xe sau cái ô tô đấy, xong ô tô người ta chở bụt đấy, xong rồi ô tô tải này, mình đi xe máy đấy. Từ từ tái thì nó hắt cái bùn xuống vào mắt mình. Mình đi khám thì bác sĩ bảo là suýt nữa là bị mù mắt ấy. Về thị lực mắt trái còn xuống 1 trên 10 thôi. Còn mắt phải thì vẫn bình thường, nhưng mà sau rồi bác sĩ bảo là về là không được mở mắt, tại vì mở mắt này là nó mắt mở mắt trái mắt phải nó đau, nó sẽ lâu khỏi các thứ, nên là phải cứ phải cả ngày phải nhắm mắt ấy. Hôm đi khám là anh là bị hôm nay là đúng không? Hôm nay mở mắt là thấy đỡ này. Nhưng mà kiểu là nó vẫn kiểu là bị sưng với nó phát sốt lên. Một đây. Anh bảo là cái hôm mà anh đi khám là bác sĩ bảo là anh là bị viêm loét giác mạc đúng không? Bị loét giác mạc với thì thì mắt trái này xuống 1/10 đây. Và xuống 0/10 là mù luôn rồi này. Hôm nay là anh nhìn thấy thấy nhưng mà có nghĩa là vẫn thấy nhưng mà nhìn hắn vẫn cứ kiểu là hơi mờ mờ, hắn kiểu mờ mờ đó, không rõ thẳng, giống như mắt bên đây thì nhìn vẫn cứ rõ thẳng, mắt đây nhìn giống như bị cận đó. Nhưng mà chắc cũng sắp cuối rồi, anh cuối rồi, hôm nay đỡ rồi. Mấy bạn mình cảm ơn những các bạn đã những ngày hôm nay là quan tâm tới sức khỏe của mình. Thì đừng cá thục nó sẽ tách thôi. Cá đến đây anh hồ, cá đây hồ lên thì là đi hết thì nói tiền thế là nay anh dán nữa vướng hả? Bây giờ thì cũng không cần phải dán nữa đâu, để này cho nó thoải mái. Thế ví dụ là đi đâu thì sẽ đeo kính vào cho nó đỡ bụi. Vào đang cầm gì đây? Nhất là mấy ngày hôm nay là Kaka là rất quan tâm bố này. Kaka dạo này cũng biếu lên đấy, thấy nãy mặc quần áo với Kaka thấy Kaka biếu lên rồi. À đúng rồi đó, nói mới nhớ. À quần áo xong mà mãi vẫn chưa về nhà quần áo cho Kaka với mít đấy. Quần áo Kaka mít thì tầm vài ngày nữa mới xong. Ăn gì hả? Đỡ lại nhai gì ăn rồi. Thì từ đây để bắt. Mà mình vẫn đang mình sốt, hôm qua cũng sốt, nay là sáng nay là dậy rồi thấy đỡ, hôm qua sốt cũng nhỏ. Anh kêu. Ơi, gì? Đây, rồi ôm mà, rồi ôm mà. Đây này, có kêu. Đừng. Thôi để đi cứ khỏi, đi cứ nha, ngồi đây bố thôi. Thì mình chỉ có thật kẹo đó. Mắt bây giờ mắt như này vẫn là mắt một mắt híp một mắt to. Ai đây đây là ai đi à? Diễm nào? Diễm My nào? Ô Diễm My chân bị sao đây? Ô chân Diễm My bị sao đây? Mắc kẹt vô quá. Thế chân bị sao? Làm sao? À, quỳnh đẩy cửa vào chân của em hả? Bố bóc ra xem nhá. Mà xe anh có đau không? Không có kì luôn. Ôi trời ơi. Án lành rồi này. Không có máu đâu, hình như lành rồi. À bị một đoạn đây luôn hả? Là chạy Quỳnh là đẩy cửa xong rồi con bị hả? Ồ tội nhờ. Thế có cần bịch lại không? Có bịch.
bịch lại. Thôi không cần bịch đâu. Không cần. Không cần. Nhưng bịch lại nha. Bịch lại cho đỡ đau nha. Trời ơi. À, dán lại cái khác hả? Ừ, dán cái khác đi. Ờ, dán cái khác rồi. Cái này bẩn lắm không? Ừ. Để bố lấy nha. Để máu hả? Ờ, càng một chút cũng đây. Để em để đâu? Ôi trời ơi, trong thuốc bố nhiều thế này. Càng một xuống đi, đây còn thuốc luôn. Bố mấy bữa mà uống mấy cái thuốc này nhọc lắm mấy bạn ạ. Uống xong là đúng ngập người luôn. Nó kiểu là giống như kiểu là bác sĩ kê thuốc ngủ vào đó để cho mình ngủ cho đỡ bị đau mắt đó. Thuốc này. Thuốc là bác sĩ hình như là kê có cả thuốc ngủ hôm nay á. Mình uống vào là mình cứ thấy buồn ngủ thôi, uống để kiểu là ngủ để không phải mà mở mắt á. Nhắm mắt cả ngày. Không phải cho mày đúng không? Mày cứ đỡ thoải mái hẳn ra. Không, ta ngồi xuống đây đi. Ca em đau ấy, ngồi xuống đây đó. Thế mà bố không biết nhờ. Thế mà không nói bố. Mày bố không biết đó. Ai à, chị Quỳnh làm đau đúng không? Từ từ nữa để bố ôi. Mà cái này cuối rồi. Hả? À? Đang cuối rồi. Không lấy nữa. Cô nhọc người lắm thôi. Bố nó còn năng cảm ạ, ốm ạ. Bỏ lắm. Mày yên ca. Bà kia là kẻ cho ca. Kia là đồ của em nó đã gặp bố nó. Đấy, xong. Xong chưa? Không. Ok chưa? Ok. Chân trả việc gì mới bị nhẹ tí cũng đòi băng bó. Thuốc bố này, thuốc mắt này. Tí nữa con bỏ thuốc mắt cho bố nha. Con đừng bỏ, bố vặn rồi mới ra. Để con bỏ nha. Ờ, bố mở mắt rồi con bỏ. Cái này là phải cất cẩn thận, không ca ca thấy ca ca là cứ nghịch thôi này. Con hỏi đi. À, cột mắt rồi đi chơi á. Em mà để tới tí nữa ngoài trời đến có đẹp trời không? Con dẫn mấy đứa đi chơi nha, bố cũng muốn ra ngoài chơi lắm mà. Ra biển có con cua nè. Ra biển cua ăn cắn thì sao? Ra công viên nước. Ra công viên nước nha. Ra công viên nước tắm mát. Ra công viên nước tắm mát. Cá ăn gì cơ? Ngồi đây đi. Ngồi đây. Cá ăn gì ạ? Ăn kẹo hả? Ừ. Ăn kẹo sâu răng đó. Như vậy nói. Nói chứ ai không tâm bố nữa nhưng mà cũng vẫn phải nhỏ thuốc đó nha. Thì bố cho mấy mượn đây đi, con đỡ đi, con hết đi. Cái gì? Sao? Cà cà này, cà cà rất thích ôm bố đâu. Bố đừng đừng sao? Cà thích ôm bố nữa. Cà mấy bữa nay lớn rồi. Cà cười em cho bố ngủ. Hả? Cà cười em cho bố ngủ. À. Để em nhận bố thuốc cho bố lần nữa nha. Ừ. Rồi. Anh nằm ngang như vậy. Anh nằm ngang. Cà cũng nghịch. Muốn làm xúc đấy. Bố uống cũng nhập rồi đó. Con ngồi qua bên trong đi bé, để mẹ ngồi nói thuốc cho bố. Bên trong. Ôi trời ơi. Thôi, nó bực nó lò lên thế. Không phải đeo là được rồi. Không phải... Anh à. Rồi đó. Đây là bố.
Rồi, đấy. Lúc nào nó cũng là từ lúc mà anh bấm lúc nào ta cũng kề kề lên đấy nhá. Chóng lắm. Ô đừng chào lên đấy. Đi xuống đi bé ơi, cả ba ca nữa. Đi xuống đi. Có thương bố không? Có con bố, thương bố hả? Thương bố có tiền không cho bố nữa không? Có tiền để lấy. Ờ, để lấy quá, đi lấy tiền cho bố ngay đây. Tiền đâu mà lấy? Đâu ngân hàng. Lấy tiền đâu á? Tiền đâu? Tiền lẻ mà đi mua đồ xong rồi còn thừa tiền để cho đấy. Ơ ca, à cắn không tung nhở? Dạ. Ca, cắn gì đây? Cắn đây cái này. Cắn cái này cái này khoan được. Cái này khoan được không nhá? Cái này bằng vết thương cho anh đấy. Nè, cái này khoan được đâu ca nhá? Không, tiền này muốn lắm, tiền to đi. Tiền chua, phải coi lấy tiền chua. Ờ, đấy lấy tiền chua. Này đây, lấy tiền chua đi. Ca lại đây nào. Chúng lấy tiền tu ở đâu á? À, đồ ví. Đồ ví của ai? Đồ ví của bố. Lấy tiền bố, đồ ví của bố à? Không phải lấy nữa.